Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách dò mật khẩu mẫu vali Bubule của bên shop nhé. Hiện tại là đang chưa nắm được mật khẩu ở nhà nhé. Thì đầu tiên để dò được mật khẩu cái mẫu này ấy, vì cái phần rãnh rất là nhỏ, cả nhà chuẩn bị cho mình một cái phần của cái vỉ thuốc ấy. Lấy cái cạnh sắc này, lấy cái cạnh sắc này nhà mình nhé, bắt đầu dò nhé. Mình lấy cái phần cạnh sắc mình dò vào cái phần bên trái của cái phần rãnh số này nhà mình nhé. Đấy, mình cọ vào cái phần này này. Đó, khi cảm giác mà nó trơn ấy thì mình cho bỏ qua, và đến cái phần nào mà nó cảm giác hẫng xuống ấy thì đó là cái rãnh mà mình cần giữ lại số nhá. Đây, quay này không được này. Đó. Tiếp tục này. Mình xoay cảm giác nó như một cái trụ tròn ấy, nó rất là trơn. Nhưng mà đến một cái phần số là nó sẽ bị hẫng xuống, đó là một cái rãnh mà mình cần phải còn phải giữ nhà mình nhá. Đó, rãnh đang làm số 8 nhà mình nhá. Số 8 này. Tiếp tục nhá. Đó, cứ cảm giác mình lấy cái này mình cảm giác được mà. Mình xoay, cứ xoay liên tục các rãnh số. Bình thường cái phần rãnh bên trong này nó là một cái ổ trục tròn, như nó có một cái phần rãnh nó hẫng xuống ấy. Đó, mình sẽ cảm nhận được bằng việc mà lấy cái phần vỉ thuốc này để mình tiếp tục này. Đó, nó xuống phần 8 rồi nhà mình, nhìn này. 8 nó hẫng xuống hẳn nhá, nó sâu xuống này. Tiếp tục nhá. Đấy, rất là trơn, nó thành phần trụ tròn rất là trơn. Đó, tiếp tục lại là số 8 nữa nhà mình nhá. Đó. Thì mình sẽ tìm một bộ 3 số là 888 này. Mình ấn thử mở nhà mình nhá, không được đúng không ạ? Tiếp tục là mình sẽ ấn tăng thêm một đơn vị nhà mình nhá. Cứ tăng lần lượt mỗi một dãy số này thêm một đơn vị nữa, lần lượt thành một bộ số 999 nhà mình nhá. Tiếp tục thử này, không được tiếp. Tiếp tục lại tăng thêm một đơn vị. Đấy, cứ lần lượt nhà mình nhá. Tăng không được nữa này, 111. Không được này, 222. Không được này, 333. Ok nhà mình nhá. Đó, sẽ trong một trong bộ số đó sẽ là mật khẩu chính xác của nhà mình nhá. Đấy, chúc cả nhà dò mật khẩu thành công nhá. Xin cảm ơn ạ.